Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện tại thì trên tay mình ở đây đang là một phiên bản mới của chiếc Redmi Note 7. Và phiên bản này có gì đặc biệt và mới lạ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Thì bên trong này Hà biết đây là cái gì không? Bên trong này thông thường thì sẽ là một chiếc hộp nhỏ và chúng ta sẽ có một cái ốp lưng bên trong. Cũng giống như những phiên bản khác thôi, thì cái phiên bản trắng này các bạn sẽ được tặng một cái ốp lưng bằng silicone bên trong để có thể bảo vệ chiếc máy một cách tốt hơn. Có rơi hay là va đập gì đó, chiếc máy cũng sẽ không lo bị chảy xước, móc méo. Tiếp tới thì chiếc Xiaomi Redmi Note 7 phiên bản trắng... Trắng ánh trăng. Gọi là cái gì nhỉ? Moonlight White. Mình okay. Không biết tiếng Anh nữa, nhờ Hà hỗ trợ phần này. Bên dưới thì các bạn vẫn sẽ có tất nhiên là sợi cáp USB Type-C và chúng ta sẽ có một cục sạc theo chuẩn đấy là 5V và 2A. Rất tiếc là cái phiên bản này thì vẫn sẽ không được tạo sạc nhanh giống như những cái phiên bản ở Redmi Note 7 khác mà thôi. Các bạn vẫn sẽ không có cả tai nghe phía bên dưới. Quay trở lại với chiếc Redmi Note 7 phiên bản màu trắng ánh trăng ở đây thì theo Hà thấy cái phiên bản trắng này nó sẽ như thế nào? Nói chung màu trắng này các bạn nhìn vào nó không phải là một cái màu mịn hay là màu đục đâu, mà nó sẽ là màu trắng có sự chuyển dần ánh sáng, tức là sự chuyển đổi màu sắc theo các góc nhìn khác nhau. Khi bạn nghiêng như thế này thì nó sẽ có ánh cái màu xanh đỏ như kiểu các bạn nhìn vào cái vỏ chai ấy, khi bạn nhìn nó sẽ tương tự như thế. Cái sự chuyển đổi màu này thì nó sẽ không giống như là cái đổi màu trên mặt lưng của chiếc Mi A3, mà nó sẽ là có những cái đường vân ở trên khi các bạn nghiêng á. Thì nó sẽ có những cái đường nó chạy và trên những cái đường kẻ chạy đấy nó sẽ xuất hiện lên những cái màu như kiểu là xanh đỏ, mà nếu như các bạn đã nhìn trên những cái vỏ của con trai hay là các bạn nhìn ở trên cái hiệu ứng kiểu cầu vồng ấy thì các bạn sẽ có thể liên tưởng được đến hiệu ứng này, nhìn nó khá là hay ho. Thêm nữa thì Hà có phát hiện ra được cái điều gì ở trên cái ngoại hình của chiếc máy này được không? Có một điều đặc biệt nữa là phần khung của chiếc máy này thì như các phiên bản trước ấy, thì chúng ta sẽ là khung nhựa đúng không anh? Cái đến phiên bản này thì chúng ta sẽ được mạ một lớp kim loại ở bên ngoài, nhìn trông rất là bóng bẩy và tạo cảm giác sang trọng hơn. Nếu như những ai mà nhìn vào cái chiếc máy này lần đầu mà không biết là cái thiết kế của nó bên ngoài là nhựa thì rất dễ là bị nhầm đây là không phải kim loại, bởi vì nhìn nó cực kỳ giống. Và có lẽ thì đấy là hai cái điểm mà khác biệt trên cái chiếc máy này mà thôi, bởi vì nó sẽ chỉ là một phiên bản màu sắc khác. Còn lại những thứ khác, ví dụ như phần cứng camera thì các bạn vẫn sẽ có là 48 megapixel cho camera chính và 50 megapixel cho camera đo độ sâu trường ảnh. Hay là đến với màn hình đi, chúng ta vẫn sẽ là 6.3 inch độ phân giải là Full HD Plus. Các bạn vẫn sẽ có thiết kế là giọt nước, giọt mưa gì đấy ở phía bên trên. Thì nói chung là Xiaomi sẽ có hai cái cách gọi cho cái thiết kế màn hình này. Thì mình không nhớ lắm là giọt nước hay giọt mưa, nhưng nói chung là nó sẽ có một phần lõm phía bên trên để đặt camera selfie. Tới với những thứ khác, ví dụ như là giao diện bên trong thì các bạn vẫn sẽ có Android 9 này, các bạn vẫn sẽ có MIUI 10 và tất nhiên là một chiếc máy phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Thì các bạn cũng sẽ có đầy đủ tiếng Việt hay là tất cả những ngôn ngữ trên thế giới để cho các bạn có thể mang chiếc máy này đi đâu thì các bạn cũng có thể là chuyển ngôn ngữ sang, không bị giới hạn như những chiếc máy xách tay. Ngoài ra thì do đây là một chiếc máy như mình đã nói rồi, chiếc máy chính hãng nên các bạn cũng sẽ được bảo hành chính hãng DigiWorld, không lo về những cái vấn đề về sau gì hết. Và chúng ta cũng sẽ có ở dưới đây là những cái vị trí của cổng kết nối như USB Type-C hay là các cái vị trí của nút bấm tăng giảm âm lượng, nút nguồn bên trên là jack cắm tai nghe 3.5mm thì nó cũng không khác biệt gì so với những chiếc máy khác. Nói chung nó sẽ chỉ là một phiên bản màu khác để cho các bạn có thêm một sự lựa chọn mới. Ví dụ như Hà thì Hà nói là Hà cái gì màu trắng Hà cũng thích cả. Ví dụ như là gần đây thì Mi A3 thì Hà cũng đang đòi mua, và bây giờ thì cái chiếc máy này thì Hà cũng đòi mua và không biết là Hà sẽ mua bằng cách nào. Và trên đấy là video mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn về một chiếc Redmi Note 7 phiên bản màu mới, đó là màu Moonlight White, màu trắng ánh trăng. Và các bạn thấy sao về phiên bản màu sắc này, các bạn có thấy thích thú với nó hay không? Xin một comment để lại cái cảm nhận của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Bây giờ thì nhường cho Hà chào. Đó, như mình cũng đã nói thì tất cả những cái gì màu trắng mình đều thích. Thế nên là nếu bạn nào cũng thích màu trắng như mình hãy để lại ý kiến ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.